Đó, bước đầu tiên là chúng ta phải tháo bốn con ốc ở dưới này, một này, hai này, ba, bốn. Mình sẽ hướng dẫn bạn tháo con ốc ra. Hiện tại thì con này mình tháo rồi, nên các bạn không cần. Các bạn bốn con thì các bạn tháo ra bốn con. Bên đây thì chúng ta sẽ tháo ốc đây. Phía đây sẽ có một con, chúng ta phải tháo ra. Phía sau thì chúng ta sẽ có một con đây, chúng ta sẽ tháo một con cho đây ra. Mình thì mình tháo rồi, các bạn nhớ tháo con này ra. Và phía đây một con nữa, chúng ta phải tháo ra. Sau khi tháo bốn ốc thì chúng ta tiến hành giải nắp ở đây. Đó, chúng ta sẽ lấy ra. Còn đối với cái nắp đây thì chúng ta giật, giật mạnh lên. Bên đây còn hai con nữa, chúng ta phải tháo hai con này ra. Và đây con nữa. Sau khi chúng ta tiến hành tháo ra thì chúng ta dỡ nắp lại và tiến hành giật ra. Giật ra là nó sẽ bứt ra. Đây, đây là những con su mà chúng ta phải cần tháo thay, là một con su đây với một con su dưới đây, hiện tại nằm dưới này. Bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành tháo này. Hiện tại trước khi tháo á, là nó sẽ có một cái con cái gờ đây, chúng ta nhớ để ý là phải nhìn cái gờ đây. Sau này chúng ta sẽ lắp đưa cái gờ này vô trúng cái khớp nó. À, chúng ta tiến hành tháo bốn ốc ngoài cùng thôi nhé. Một con này. Và hai con ốc ngoài cùng này nhé. Để nhớ là chúng ta chỉ tháo bốn con ngoài cùng này nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành dỡ lên, dỡ, dùng tay dỡ lên và đưa nhẹ nhẹ ra. Đó, chúng ta sẽ đưa xích ra xa này, xích ra xa rồi thôi. Bốn con chập nữa chúng ta sẽ nhớ vào đây. Đây, chúng ta phải tiến hành tháo một con ốc ở trong này. Có một con ốc ở trong này. Sau khi tháo con ốc là chúng ta tiến hành dỡ rồi. Tiến hành nắm dỡ rồi này. Chúng ta lái nhá, đúng để đúng vị trí nhé. Vị trí này. Tháo ra và tiến hành thay su này, lột su và đẩy su ra, tiến hành thay su này, su này su dưới đây, có chức năng ở dưới là kéo giấy vô. Cái này hiện tại cũng rất còn nhiều ghim rồi rớt, cái này chúng ta phải vệ sinh cho kỹ này. Sau khi xong tháo xong thay xong, chúng ta sẽ tiến hành lắp vô lại. Nhớ là cái đầu bên đây nhé, đầu này là nằm ở bên này. Còn cái gờ này á, là cái gờ này chúng ta sẽ chóc xuống này cho nó lọt xuống này. Đó. Chúng ta cho nó lọt này, lọt cũng có mục đích để nâng lên đẩy xuống này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đẩy lại, đưa hai cái chốc này, hai cái chốc này vô khớp dưới này. Chúng ta tiến hành vặn ốc lại. Sau khi chúng ta lắp vô, vặn ốc vô thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái này, tiến hành tới cái giai đoạn này. Đây, chúng ta nhớ nhé,
À, chỗ này á, nó có chốc này, bên này nó cũng có chốc này, chúng ta phải đưa hai chốc nó một cái cờ này, nhá này, cái này này, cái lãi này nó nằm ở chỗ này, này. Đó, nha. Thì chúng ta dỡ lên là cái nắp bên này nó ngã cái này là đúng, cái hai bên. Chọn cái khe nó vô lọt của cái chốc này, chốc gờ này, hai bên nhé, đều hai bên nhé, mặt úp như vậy. Rồi chúng ta tiến hành đẩy vô. Khi chúng ta đưa vô á là cái chốc này nó sẽ chặt ra này. Chúng ta tiến hành quay này, quay đảm vô khớp này, đó, vô khớp đấy nha. Chúng ta tiến hành vặn ốc lại. Tiến hành bét lại bốn ốc bốn góc. Nhớ nhé, nhớ là hai cái chốc này cũng phải lọt vào trong cái ni nhé, còn cái ni nó phải nằm úp đây nhé. Đó, chúng ta nhảy xuống lại đây này là hai chốc này nhảy qua nhảy lại này, có để ý hai chốc này lắp thì đúng này. Đây là lắp đúng này, còn lắp chơi hơi cái này nó sẽ không nhả. Còn cái chốc này là phải lọt vào cái khe ở trong mới có cái khe nhỏ này. Chúng ta sẽ đưa cái chốc vô cái khe để chúng ta len này, ngắn chạy này. Rồi. Sau đó tiến hành đậy nắp lên thôi. Phía sau thì chúng ta đậy lại phía sau. Để chúng ta tiến hành lại lên phía trước. Cho cái chúng ta hoàn thành này. Rồi xong. Đưa là xong, chúng ta đã thay xu xong. Nhớ thay xu và lắp phụ kiện đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ cho cô kiểm tra lắp cho đúng quy trình. Cảm ơn các bạn.